Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Etep. Hôm bữa giờ tụi mình cũng đã review rất là nhiều về sản phẩm như là quần áo, giày dép và túi xách, mà lại bỏ quên đi một thứ cũng vô cùng quan trọng và không thể thiếu nếu như mà bạn muốn có những cái outfit cực chất, đó chính là mắt kính. Hôm nay thì nhân dịp là cái brand mà mình sắp giới thiệu với mọi người về cặp mắt đủ 3 màu, nên là mình quyết định sẽ review em nó vào ngày hôm nay. Đó chính là mắt kính Prada. Chỉ là trang phục, mắt kính Prada đang dần chiếm lĩnh thị trường châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Kính Prada luôn khoác lên mình những nét văn hóa đặc trưng của ngành thời trang Ý. Hãng thời trang đi đầu trong sự cải tiến đột phá của ngành thời trang xa xỉ. Các bộ sưu tập mắt kính của Prada thì thể hiện những cái tinh hoa lâu đời qua những cái đường nét thiết kế nè, sang trọng, đẳng cấp và hoàn hảo. Hiện ở shop mình có sẵn 3 màu cho các bạn tha hồ lựa chọn, đó chính là trắng, đen và hồng nút. Gọng kính với kiểu dáng thời trang, màu sắc trẻ trung, phù hợp với khuôn mặt của người châu Á. Gọng kính với chất liệu là nhựa cao cấp, đẹp sáng bóng, chắc chắn, có độ bền tốt. Phần logo được in mạ bạc ở bên hông này. Form thì vừa ôm mặt nên là mang vào các bạn sẽ thấy được sự sang chảnh luôn nha. Chất liệu của tròng kính đó chính là chống va đập, chống tia UV cao cấp, tiêu chuẩn 400, chống lại bức xạ cực tím, bảo vệ đôi mắt khỏi các tác nhân bụi khói khi đi đường. Mấy chị em mình đeo nó ra đường có âm thầm nhìn ngắm trai đẹp thì cũng không bị phát hiện đâu nha. Ra gì đấy? Giờ mình sẽ try on em nó cho các bạn xem nha. Đảm bảo ghiền luôn, đeo đi học, đi chơi, đi làm, phối với đồ gì cũng thu hút hết. Phần review của tụi mình đến đây cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau nha. Bye bye!